Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ về chủ đề sử dụng bao cục boy ở trên máy tính dùng để trình chiếu. Thì mình tôi định chia sẻ các bạn về cái các cái thao tác cơ bản khi các bạn sử dụng bao cục boy nhé. Dùng các bạn mới sử dụng lần đầu. Đấy. Thì vấn đề sử dụng bao cục boy thì thường thường dùng các bạn hay sử dụng trong trình chiếu, trong giảng dạy hoặc là trong các cái công việc làm báo cáo. Đó. Thì video này cũng tương tự như các video trước thì mình tiếp tục chia sẻ với các bạn mới bắt đầu, cho nên là mình sẽ đi chậm và chi tiết để các bạn dễ theo dõi nhé. Rồi hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn ở trên một cái máy tính bàn nhé. Ở đây là cái màn hình các bạn này, đó, màn hình FPT nhé. Rồi bật phím. Rồi, thì mình chia sẻ cả màn hình và bật phím để các bạn dễ theo dõi nhé. Ở đây chuột. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ mở cái bao của boy lên. Ở đây thì mình đang sử dụng phiên bản Windows 7 nhé. Rồi, mình đang sử dụng cái bao cơ boy 2010 đây các bạn này. Đó, các bạn sẽ kích đúc chuột trái vào đây, tức là các bạn kích chuột trái hai lần liên tiếp đấy, để chúng ta mở cái bao cơ boy này lên. Đó, thì giao diện của bao cơ boy 2010 thì nó hơi khác hơn so với cái 2007 các bạn nhé. Về màu sắc thì mình thấy là bao cơ boy 2010 thì nó có ngả sang màu trắng nhiều hơn, màu hơi màu ống, nhưng mà giao diện là mình thấy tương đối là đẹp. Đó. Rồi. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ mở lên ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là trong bao boy thì nó sẽ có một cái để sẵn một cái slide, slide số 1 này. Đó, cái slide này họ để sẵn đây cho mình rồi. Đó, lúc nào cũng thế. Đó, các bạn cứ mở bao boy lên là nó có một cái slide sẵn. Rồi thì khi vào đây thì các bạn có thể là viết chữ vào đây luôn. Đấy. Viết chữ vào đây luôn. Ở đây bao boy họ để hai cái ô để các bạn viết chữ vào này, ô thứ nhất này. Ô thứ hai. Đó, nhưng mà các bạn cũng có thể là xóa đi. À, không cần thiết thì các bạn xóa đi, sau này các bạn viết sau cũng được. À, thì khi các bạn sử dụng bao boy thì chỉ có hai cái công việc chính thôi. À, công việc thứ nhất này, có ba công việc chính các bạn nhé. Công việc thứ nhất là các bạn chèn ảnh này, công việc thứ hai là các bạn viết chữ này, và công việc thứ ba là các bạn tạo hiệu ứng cho bao cho hình ảnh và cho chữ. À, thì bây giờ mình xóa cái này đi nhá. Đấy, các bạn kích chuột phải lên này và chọn lệnh cắt này. Cái gì dưới này cũng vậy, các bạn cũng kích chuột phải lên này, chọn lệnh cắt này. Rồi. Đầu tiên công việc đầu tiên trên bao boy là các bạn sẽ chèn ảnh vào đó, thì các bạn sẽ vào insert nhé, insert này đây, insert thì các bạn sẽ vào cái mục picture này đấy, hoặc là clip add. Picture thì các bạn sẽ lấy hình ảnh trên máy tính của các bạn. Đó, hình ảnh nó có thể là các bạn chụp bằng điện thoại, các bạn đem lên máy tính đó, hoặc là hình ảnh các bạn tải trên mạng về đấy, các bạn phục vụ công việc gì đó. Đó, các hình ảnh miễn phí các bạn nhé, hoặc là các bạn vào clip add chẳng hạn. Đấy, hình clip add là cái hình ảnh nó có sẵn ở trên bao của boy luôn. Đó, thì đầu tiên là chúng ta ở đây mình sẽ lấy hình ảnh lên máy tính nhá, mình sẽ kích vào picture này. Đó, thì lúc này máy tính chúng ta nó sẽ hỏi là mình sẽ lấy ảnh ở đâu, đúng không? Thì mình sẽ có cái cửa sổ hiện ra thế này, các bạn kéo thanh tuần này lên xuống này. Đó, thì máy tính của mình để ảnh nó ở đĩa D các bạn nhé, mình sẽ mở ở đĩa D lên nhé. Đó, thì tiếp theo là mình sẽ kéo cái thanh trượt bên này lên xuống này. Đây mình để hình ảnh đây này. Đây. Đó, mình kích vào đây. Đó, thì sau khi vào đây thì bây giờ mình thích lấy hình ảnh nào thì mình kích vào hình ảnh đó thôi. Chẳng hạn như là mình vào ảnh cái ảnh ảnh mới chẳng hạn. Đó, trong này. Ở đây mình lấy một cái hình ảnh bất kỳ nào đó đi nhá. Đây là mình lấy để làm demo cho các bạn thôi. Đó, rồi ví dụ mình lấy hình ảnh này đi. Được rồi. Rồi kéo xuống xem thử có hình ảnh nào đẹp không. Đó, đây ví dụ mình lấy hình ảnh này chẳng hạn này, cái này đi, ảnh cái ảnh hoa sam này, thì các bạn kích tròn vào cái hình này. Tiếp theo các bạn bấm vào chữ là insert nhé, để chúng ta lấy hình ảnh này vào bao cơ boy. Đó, thì ngay lập tức là hình ảnh này được đem vào bao cơ boy. Đó, thì các bạn thấy rằng là nó kích thước nó hơi lớn đúng không, thì mình sẽ kéo nó giãn nhỏ lại. Các bạn để con trỏ chuột vào trong cái góc này nhé, và các bạn kéo nó nhỏ lại đấy, kéo nhỏ lại nhá, rồi đưa ra đây. Đó, rồi như vậy là mình được hình ảnh đầu tiên. À, tiếp theo thì mình sẽ lấy thêm một cái hình ảnh nữa đi, mình làm hai cái đi cho nó dễ các bạn để theo dõi nhé. Cũng vào insert này. À, mình thử vào clip add xem thế nào các bạn nhé. Clip add thì không biết là trên máy của mình nó có sẵn không. Đấy, bấm cái này là có lẽ không, chưa có. Đấy, tùy từng máy từng cái phiên bản bao boy các bạn nhé. Rồi mình vào lại picture đi. Đó, mình lấy một cái hình ảnh khác này đi. Rồi ví dụ như là ở đây mình lấy cái hình ảnh hoa sam, lúc này là hoa sam vàng này đúng không? Đấy. Rồi vào lại hình ảnh này, vào lại hoa giấy đi chẳng hạn. Mình kéo xuống các bạn nhé.
Đây, lấy một cái hình bất kỳ nào đó làm demo cho các bạn đi. Các bạn hình này đi nhá. Đây, chọn hình này đi. Rồi, tiếp theo là bấm vào insert này. Đó, cái hình này nó cũng nhỏ lại các bạn này. À, mình cũng bỏ cái con chuột vào cái góc này nhá. Để mình bỏ con chuột vào cái góc này để có hiện hai mũi tên hai đầu, là các bạn sẽ nhấn vào giữa chuột trái nhá. Đó, nhấn vào giữa chuột trái để các bạn kéo ray thì chúng ta thu nhỏ cái hình ảnh này lại. Đó, bởi vì là hình ảnh nó quá lớn, nó lớn so với cái kích thước của slide. Rồi, các bạn nhấn vào giữa chuột trái để các bạn di chuyển hình ảnh nhá. Đó, di chuyển hình ảnh này. Rồi, như vậy là hai hình thì vẫn tương đối lớn các bạn nhé. Mình sẽ cho nó nhỏ lại một chút này nhé. Rồi, cái này cũng nhỏ lại một chút. Ở làm sao hai ảnh mà có kích thước bằng nhau thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, các bạn thấy không? Rồi. Ví dụ như hình ảnh phía trên thì là hoa sam, ở dưới là hoa giấy đúng không? Thì bắt đầu là mình, cái bước thứ hai là mình sẽ viết chữ. Đó, viết chữ lên cái bao boy. Đó, thì bước thứ hai là các bạn viết chữ vào, thì các bạn sẽ vào cái biểu tượng có hình chữ A nhé, để chúng ta viết chữ trên bao boy nhé. Các bạn kích chuột trái vào đây này. Đó, sau đây các bạn để con trỏ chuột xuống phía dưới này. Đó, các bạn nhấn vào giữa chuột trái để các bạn kéo rê. Đó, ở đây mình sẽ ghi là hoa sam nha. Đó, hoa sam thì mình sẽ gọi cái hoa đi, gọi cái hoa là hoa H O A này, cách này, sam này, S A M này. Đó, như vậy là mình gọi chữ hoa sam ở đây. Đó, thì mình sẽ bôi đen đi. Rồi, chọn in đậm đi. Đó, in đậm. Cỡ chữ cho nó khoảng 24 đi. Đó, 24 các bạn nhé, 24. Rồi màu đi, màu xanh đi. Đây, màu xanh đây này. Đấy, hoặc là màu này. Đó, như vậy là mình đã ghi chữ hoa sam ở đây, mình cho ra giữa đây nha. Các bạn kéo rê ra giữa này. Đó, các bạn chủ yếu là các cái thao tác hầu như là các bạn nhấn vào giữa chuột trái nha, để các bạn kéo rê hình ảnh hoặc là chữ nha. Rồi, tương tự như vậy. Ở trên này mình sẽ tiếp tục bấm vào đây. Đó, mình nhấn vào giữa chuột ở dưới này. Nhấn vào giữa chuột trái dưới này, mình sẽ ghi đây là hoa giấy này. Đó, thì hạt O A này. Cách này, giấy này. G I A sắc này. Đó, như vậy là mình đã có chữ hoa giấy nhá. Đó, bôi đen. Rồi in đậm. Cỡ chữ 24. Đó, rồi. Tiếp theo là các bạn sẽ lấy màu đỏ chẳng hạn này, mình lấy màu đỏ đi. Cho nó nổi. Đó, như vậy là mình có cái chữ hoa giấy đây rồi. Đó, hoa giấy. Đấy, như vậy là sau khi mình có cái này thì mình đã có ảnh này. Bước thứ hai là có ghi chữ vào đúng không? Hoa sam này. Đấy, hoa giấy này. Ở đây mình sẽ ghi là rồi mình sẽ chọn cái màu khác đi các bạn, cho nó đậm một chút nhé. Đây mình vào lại cái A này. Chọn cái hình này đi. Đó, hoa sam, hoa giấy. Đấy. Rồi, như vậy là mình thấy hình ảnh và chữ thế này cũng được rồi. Đó, như vậy là bước thứ hai là chúng ta viết chữ nhá. Rồi thay đổi màu chữ này, rồi thay đổi kích thước của chữ. Thì các bạn lưu ý là khi các bạn viết chữ trong bao GBoy ấy, để các bạn trình chiếu thì cỡ chữ thường thường là các bạn phải lấy ít nhất là từ 24 đến 36 nhé. Đó, từ 24 đến 36 thì khi các bạn trình chiếu lên thì nó sẽ cái chữ nó sẽ dễ đọc hơn. Đấy, và nó đẹp hơn. Đó, thường thường như vậy 24, 28, 32, 36 này. Trong cái khoảng này, đó từ 24 cho đến 36 là đẹp. Đó. Rồi, đến cái thao tác thứ ba đó là các bạn sẽ tạo hiệu ứng cho hình ảnh và chữ nhá, thì cũng rất là dễ thôi. Để tạo hiệu ứng thì các bạn sẽ vào cái mục là Animation này. Mình tạm thời đọc như vậy nhé. Đó. Rồi. Tiếp theo là ở đây nó có một số cái hiệu ứng ở đây, thì các bạn sẽ vào cái mục là đấy, mình vào lại cái này. Đây. Các bạn kích vào đây, mục Animation Band này đây. Đó, như vậy là mình vẫn chưa thấy ở đâu. Đây các bạn này. Cái này thì cái này là nó hơi khác so với cái phiên bản Bao Boy 2007 các bạn nhé. Đấy, ví dụ như là mình chọn đầu tiên là đây mình sẽ chọn cái hình ảnh này trước này, mình sẽ tạo hiệu ứng cho hình ảnh này trước, thì mình sẽ kích vào hình ảnh này. Đó, tiếp theo là các bạn sẽ chọn vào trong một những cái hướng ở đây, ví dụ mình chọn cái hiệu ứng này đi. Đó, rồi thì nó sẽ đánh số 1 này. Và tiếp theo là đến cái chữ là số 2, thì các bạn kích vào cái chữ này xong thì các bạn lại chọn hiệu ứng cho nó, ví dụ chữ này chẳng hạn, hiệu ứng này đi. Đó, rồi sang cái số 2 đây thì nó sẽ đánh ở bên này số 2 luôn các bạn nhé. Đó, số 1, số 2 bên này luôn. Đó, tiếp theo là cái hình này là sang cái hiệu ứng thứ ba, thì các bạn cũng chọn ở đây luôn, hoặc là các bạn vào đây này, các bạn vào đây cũng được, hoặc là các bạn chọn ở trên này luôn. Đây các bạn tích vào đây.
Đó, hoặc là các bạn vào đây, ví dụ như hình này chẳng hạn. Đó, chọn đại cái hình này đi. Tiếp theo, thứ tư là hoa giấy thì mình cũng kích vào đây cũng được, hoặc là chọn cái hình này luôn. Đó. Rồi, như vậy là hình ảnh và chữ thì nó sẽ đánh thứ tự là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đó thì bên này cũng tương tự như vậy các bạn nhé, 1, 2, 3, 4. Đó, thì nó sẽ theo thứ tự như thế này. Thì sau khi các bạn đã chọn hiệu ứng xong rồi thì các bạn sẽ bắt đầu kiểm tra lại xem thử là nó đẹp chưa. Thì các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng ở dưới này các bạn này. À, biểu tượng Play đây nhé, Play đây để chúng ta kiểm tra. Các bạn bấm vào đây. Đó. Như vậy là cái hình ảnh này thì mình thấy là nó vẫn chưa được đẹp. Đây nhá, đấy, thì mình sẽ xóa cái hình ảnh này đi, mình sẽ xóa cái hiệu ứng số 1 này đi. Đấy, mình kích chuột phải lên hiệu ứng số 1 và mình chọn là rename để xóa đi. Đó, và mình chọn lại cái hiệu ứng cho hình ảnh này. Đó, mình chọn là cái này đi. Fly đi. Đó. Rồi, như vậy là nó đánh số 4. Đấy, số 4 thì các bạn phải đưa lên số 1 nhá, bởi vì nó lên đầu mà. Và các bạn nhấn vào chỉ chuột trái vào đây, các bạn kéo lên cho vị trí số 1. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ bấm vào Play để chúng ta xem thử nhá. Đó, như vậy là cũng tương đối rồi các bạn nhé. Đấy, tương đối rồi. Như vậy là sau khi các bạn kiểm tra xong thì các bạn sẽ trình chiếu đúng không? À, bước thứ tư là trình chiếu, thì các bạn sẽ kích vào cái hình chiếc ly ở đây này, ở dưới cùng ở đây, bạn kích vào đây. Đó, thì các bạn sẽ nhấn vào cái mũi tên lên xuống ở trên bàn phím này, lên hoặc là xuống nhá. Đấy, các bạn nhấn vào mũi tên xuống này. Đấy, thì nó sẽ tự chạy cho các bạn này. Bấm tiếp này. Đó, như vậy là hình ảnh hoa giấy đã đi ra. Thì do cái hiệu ứng cái hoa giấy này mình lúc này là mình chọn là nó rung rinh một chỗ, cho nên là nó chưa chưa thể hiện ra được đúng không? Đó, thì mình sẽ có thể là mình sẽ làm lại này. Các bạn sẽ kích chuột phải lên ở cái khoảng trống này, các bạn chọn vào end show nhá để kết thúc trình chiếu nhá, end show này. Đó, mình sẽ chọn lại cái hiệu ứng số 3 này đi, mình xóa đi, kích chuột phải lên hiệu ứng số 3 và mình chọn vào rename và mình chọn lại cho nó nhá, hiệu ứng số 3 này. Đây, mình sẽ lấy cái hiệu ứng wiper này đi. Đó, rồi cho lên vị trí số 3 này. Rồi bây giờ mình sẽ trình chiếu các bạn nhé, bấm vào cái này, chiếc ly đây. Rồi bấm vào cái mũi tên đi xuống các bạn này, đây nhá, mũi tên này nhá. Đây, mình sẽ quay lên màn hình này. Đó, như vậy các bạn thấy đẹp không? Đấy, như vậy là mình đã quay xong, này nói chung là tương đối là đẹp rồi. Như vậy là khi các bạn trình chiếu lên trên cái hình trên cái phông thì cũng đạt yêu cầu rồi. Rồi để thoát ra thì các bạn kích chuột phải này, chọn end show này để thoát ra. Rồi, thì vừa rồi là mình vừa chia sẻ các bạn về cái cách các bạn sử dụng Power BI rất là cơ bản này. Đó, và gồm có cái 4 cái bước. Đấy, thì hy vọng là cái chia sẻ của mình thì sẽ cung cấp cho các bạn một số cái thông tin, đặc biệt là cho các bạn mới sử dụng Power BI lần đầu, để các bạn thiết kế cái Power BI để phục vụ công việc của các bạn. Rồi, mình xin dừng video ở đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Và chúc tất cả các bạn sử dụng Power BI ở trên máy tính thành công nhé. Sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thêm thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác. Chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.